chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với một series hoàn toàn mới toanh của Đại học Hoa Sen, The Sen Playground. Nhắc đến Hoa Sen, chúng ta không thể không nhắc đến một đặc sản tạo nên một nét riêng, một chất rất Hoa Sen, đó chính là hoạt động sôi nổi của các câu lạc bộ. Từ học thuật, thể thao, giải trí hay truyền thông, chỉ cần các bạn có đam mê, câu lạc bộ HSU chính là nơi dành cho các bạn đó. Thông qua 5 tập của series này, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tất tần tật những câu lạc bộ chất như nước cất của nhà Sen. Đảm bảo các bạn sẽ u mê chị ê kéo dài cho mà coi. Mình là Trâm, các bạn đã sẵn sàng để đi tìm hiểu The Sen Playground của mình chưa? Ca hát, nhảy múa hay là diễn kịch? Ô là trời, đừng bỏ lỡ số này nha. Tập này chúng mình sẽ cùng nhau điểm xương xương các câu lạc bộ nghệ thuật đang hoạt động tại cái siêu đó. Không để các bạn đợi lâu nữa, team mê ca hát cho mình thấy cánh tay của các bạn nào. Hoa Sen Acoustic là câu lạc bộ âm nhạc được thành lập vào tháng 11 năm 2014. Trải qua hành trình 7 năm hoạt động, Hoa Sen Acoustic Club đã trở thành một ngôi nhà chung của những tâm hồn đồng điệu yêu âm nhạc, là một môi trường để các bạn sinh viên có thể giao lưu, học hỏi, thể hiện chính mình và tỏa sáng trong những chuỗi sự kiện âm nhạc lớn như chính câu lạc bộ tổ chức. Người ta thường nói khoảng thời gian đại học ngắn lắm. Chính vì thế, hãy cùng Hoa Sen Acoustic Club đưa lại một thanh xuân rực rỡ các bạn nhé. Theo dõi ngay fanpage của câu lạc bộ và cùng hóng những hoạt động kế tiếp nha. Câu lạc bộ vạn người mê với vô số thành tích khủng chính là điểm đến tiếp theo của chuyến hành trình này. B2C được thành lập vào ngày 6 tháng 6 năm 2017 với 6 bạn trẻ đam mê cháy bỏng với bộ môn nhảy. Sau 4 năm hoạt động, B2C đã mở rộng lên con số 70 thành viên và gặt hái được nhiều thành tích vô cùng đáng nể trong các cuộc thi lớn như HitFest, Thức Nhảy Xanh, HS Unique và trở thành cái tên được săn đón trong tất cả các sự kiện quy mô lớn. Hướng xây dựng một ngôi nhà chung cho các bạn trẻ có cùng đam mê cũng như muốn phá bỏ giới hạn của bản thân. B2C không mở những đợt casting tuyển chọn gắt gao, chỉ cần bạn inbox tâm tư thầm kín cho câu lạc bộ thôi nè. Mình thả nhẹ info câu lạc bộ ở đây nha. Một câu lạc bộ khác dành cho các bạn đam mê bộ môn nhảy ở HSU nhưng không hề kém phần sang xịn mịn nha, đó chính là Millennium Dragon. Nhóm hoạt động đa thể loại từ nhảy, múa, cheerleading, bộ môn nào Millennium Dragon cũng cân được hết nhé. Nếu bạn có đam mê nhảy múa, mong muốn tìm một nơi để chia sẻ, phát triển khả năng cũng như kết nạp thêm cho mình những chí hướng có cùng chí hướng thì đây là cơ hội không thể bỏ qua. Đừng quên follow fanpage và đừng bỏ lỡ những hoạt động bùng nổ tiếp theo nhé. Cái tên cuối cùng được nhắc đến trong The Sen Playground ngày hôm nay chắc chắn sẽ chiều lòng được các fan của bộ môn kịch nói. Cùng mình nghĩ qua câu lạc bộ Em Clouds nha. Đây là một trong những câu lạc bộ lâu đời nhất, cũng như là câu lạc bộ kịch đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại của trường Đại học Hoa Sen với tôn chỉ nghệ thuật Em Clouds, nơi khởi nguồn nghệ thuật trong bạn. Em Clouds ra đời với sứ mệnh khơi dậy niềm đam mê, giữ gìn bản sắc văn hóa và mang đến các giá trị tinh thần cho người trẻ trong nhịp sống hiện đại ngày nay. Câu lạc bộ sẽ là nơi giúp các bạn sinh viên có thể tiếp cận, giao lưu, học hỏi và thể hiện, thử sức với các vai diễn nhằm phát triển bản thân và có những ký ức thanh xuân vô cùng tươi đẹp tại Đại học Hoa Sen này đó. Đừng quên follow fanpage của Em Clouds nhé. Ta-da, điểm xương xương vậy thôi mà cũng hết tập 1 rồi. Đừng quên đón chờ tập 2 với sự xuất hiện của những câu lạc bộ truyền thông, sự kiện và giải trí nhé. Hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ cho mà xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.